Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 9, từ câu 2 đến câu 13. Khi ấy, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Gia-cô-bê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Elia cùng ông Môsê hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu. Bấy giờ, ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, chúng con ở đây thật là hay. Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho thầy, một cho ông Môsê và một cho ông Elia." Đức Giêsu hiển dung. Xu hướng sống nghiêng về tiêu thụ dường như đã khiến con người ngày nay có những lệch lạc trong việc định hướng các giá trị. Thay vì ca tụng Thiên Chúa, nhiều người thích sự hào nhoáng chóng qua hơn là việc lựa chọn đấng ban sự sống vĩnh cửu. Khi suy niệm về bài tin mừng về sự kiện Chúa biến hình, tôi suy nghĩ về vinh quang Thiên Chúa như là giá trị vĩnh cửu. Vì thế, tôi được mời gọi tìm kiếm không gian thiêng liêng, lên núi để gặp gỡ Thiên Chúa. Tôi cần phải đáp trả lời mời gọi của Chúa Kitô, cùng lên núi với người. Dám đồng hành với người là dám vượt lên trên những tầm thường, nhỏ nhen, chóng tàn. Chúa biến hình hé mở vinh quang trên thiên quốc cho các môn đệ. Người Kitô hữu được kêu gọi luôn sống gắn bó trong mối tương giao với Thiên Chúa. Tuy sống trong lòng nhân thế, nhưng tôi phải luôn ý thức mình đang hiện diện trước nhan Chúa. Cùng với người, tôi đang bước trong một cuộc hành trình. Tôi còn phải biết mình yếu đuối, dễ sa ngã trong cuộc hành trình mình đã chọn. Thánh Phêrô và các môn đệ đã quá sung sướng vì được thấy vinh quang Thiên Chúa, nên ông xin dựng lều để được ở mãi trong giây phút ấy. Nhưng các ông phải xuống núi. Xuống núi là tiếp tục con đường, tiếp tục cuộc hành trình thường nhật của đời người môn đệ. Xuống núi là tiếp tục đối diện với thử thách gian truân. Tưởng rằng việc được thấy ánh vinh quang của Chúa có thể khiến các môn đệ bền tâm luôn mãi, nhưng không, người tông đồ trưởng sau này vẫn sa ngã vì sợ hãi. Chúa Giêsu hiểu và luôn cảnh báo hướng dẫn những ai đi theo người rằng: "Thầy nói cho anh em biết, ông Elia đã đến và họ đã xử với ông theo ý họ muốn." Lạy Chúa, trước những thử thách trên đường đời, con làm sao trung tín với Ngài là tiêu chuẩn vĩnh cửu mà con đã chọn. Lạy Chúa, đã bao lần con chỉ nghe, chỉ biết rồi để mọi sự trôi qua hờ hững như nhân thế ngày nay. Xin ánh sáng hiển dung con Chúa chiếu soi, và xin ánh sáng vinh quang Chúa cuốn hút hồn con, để con luôn trung tín với Ngài như tiêu chuẩn con đã lựa chọn.